Chiều ngày 14 tháng 11, tại sân bóng đá mini, trường liên cấp Hoa Sen, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức giải bóng đá giao lưu chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Đến dự có đồng chí Trần Thị Thủy, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Hội Phụ nữ, Thành đoàn, đại diện lãnh đạo cấp ủy 13 phường xã. Tham gia giải bóng đá lần này có 8 đội là thành viên Mặt trận 13 phường xã, khối giáo dục và khối Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu với khí thế sôi nổi, với tinh thần đoàn kết trung thực, thể hiện tinh thần thể thao, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, được đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Thông qua giải giao lưu bóng đá lần này nhằm phát động phong trào thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, thành viên mặt trận trên địa bàn thành phố, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.